thay mặt cho toàn thể các cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã và đang là sinh viên trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến quý thầy cô giáo, các anh chị cựu học sinh cũng như toàn thể các em học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, và trong chương trình Winner Wishes lần này thì các anh chị sinh viên đến từ trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh muốn gửi đến tất cả các em học sinh Lê Quý Đôn một lời nhắn nhủ: chọn ngành nghề theo đúng đam mê và sở thích, chọn trường theo đúng năng lực, ôn thi thật tốt, làm bài bình tĩnh tự tin. Dù cho kết quả có như thế nào, hãy nhớ rằng đại học không phải là con đường nhất để dẫn đến thành công. Vô mày. Và cuối cùng, xin chúc tất cả các em học sinh hãy vững bước vào đại học. Và riêng với các em học sinh muốn thi vào trường Đại học Bách khoa, xin chúc các em rằng hẹn gặp lại tại trường Bách khoa.